Quẻ số 58, bát thuần đoài. Đoài giả duyệt dã, đoài vi trạch. Quẻ đoài là quẻ ngược với quẻ tốn, và cũng giống như quẻ tốn, quẻ đoài là thiếu nữ, còn quẻ tốn là trưởng nữ. Đoài cũng tượng cái hồ. Ở quẻ đoài cũng như quẻ tốn, hào âm làm chủ quái. Hào dương, tức hai hào dương, đội âm lên đầu, là sự quý mến chiều chuộng và người con gái nhỏ này được người con trai yêu chiều. Theo cổ tự, đoài là hình cô con gái có cái miệng cười rất duyên và hấp dẫn với cặp con mắt tình tứ dễ yêu. Đó là hai bộ phận quan trọng nhất của người con gái, dễ làm người con trai để ý và yêu thương. Giữa núi cao hiểm trở, có cái hồ, nơi mát mẻ và dịu dàng, tức là cái hồn của núi non. Cho nên, đoài có nghĩa là làm vui lòng. Đoài giả duyệt dã. Chữ duyệt là vui vẻ do chữ đoài và bộ tâm. Đi trên núi mà gặp cái hồ, đi ngoài đời mà gặp người con gái có cái miệng cười duyên dáng và vui vẻ, ắt sẽ gây được niềm vui sướng và hạnh phúc. Thoán từ, đoài, hành, trình. Đoài là vui vẻ, là một tánh khí dễ truyền cảm. Nhờ vậy, vui vẻ dễ tạo sự thành công hợp tác. Nhưng vui là bề ngoài, trong lòng phải trinh mới được hành thông, nên gọi là đoài hành trình. Trái lại, duyệt là vui vẻ, nhưng duyệt mà không trinh thì sự vui vẻ không được vĩnh viễn, không được đảm bảo bởi không thành thật. Ta thấy quái từ của ba quẻ nữ là tốn, quẻ ly, quẻ đoài. Chỉ có tốn là được tiểu hành, còn hai quẻ kia, ly và đoài, đều bắt buộc phải có lợi trinh mới có được bảo đảm. Còn ba quẻ nam, chấn, khảm, cấn, lại không bao giờ nói đến chữ trinh trong các hào từ. Là tại sao? Bởi vì với tính chất đa âm, thường dễ xui người con trai đi vào đường bất chánh, lụy về tình. Còn phái nữ mà mất chữ trinh thì kể như chẳng còn gì đến lợi hành được nữa. Chữ duyệt cần nhất là chữ trinh, tức là ngoài mềm mà trong cứng, tức là quẻ khảm. Mềm là hai hào âm bọc bên ngoài, còn cứng là hào dương tự một nét thẳng ở giữa. Câu ngoài mềm trong cứng cũng muốn nói tuy bề ngoài mềm mại, dịu dàng, nhưng bên trong là một lòng kiên trinh không bao giờ thay đổi và cương quyết. Đó là cái mạnh của phái yếu. Cương trung nhì nhu ngoại là như vậy. Tây Phương bảo, tình yêu của người đàn bà là tình yêu duy nhất thuộc ẩm tụ khó tan. Không phải chỉ nói về người đàn bà, mà bất cứ ai cầm quyền trị nước cũng phải như vậy. Sở dĩ dân chúng vui mà theo mình, mà vâng lời mình, và dễ như vậy, đó là nhờ biết xử sự một cách dịu dàng. Khi mà người dân thương mình thì bảo sao họ cũng vui lòng làm cho vui lòng mình, quên cả sự mệt nhọc mà biết làm cho dân vui, thì dù có bảo họ nhảy vào lửa họ cũng chẳng từ nan. Nên gọi là duyệt dĩ phạm nạn, dân vong kỳ tử. Đó là trên thuận lòng trời, dưới ứng với lòng người, thuận hồ thiên nhi ứng hồ nhân. Đại tượng, lệ trạch, đoài, quân tử dĩ bằng hữu giảng tập. Đoài là cái trầm, là cái hồ. Tập đoài, tức đoài bên trên và đoài bên dưới, là có đến hai cái hồ. Bên này khô, hồ bên kia châm thêm, nên không bao giờ lưng, không bao giờ vơi. Hai bên đổi đáp cho nhau, để làm lợi ích cho nhau. Người quân tử xem đó mà học hỏi, nghiên cứu chung với bạn bè. Có hai bên đổi đáp với nhau mà sự học sẽ càng mau tiến bộ và chu đáo. Ngạn ngữ có câu, học thầy không thầy học bạn. Lệ có nghĩa là bám sát nhau, như hai cái hồ có chỗ thông nhau để bổ túc cho nhau. Tiểu tượng, hào sơ cửu, hòa, đoài, kiết. Tượng viết, hòa đoài chi kiết, hành vị nghi dã. Hào sơ cửu là dương cương, dương cư dương vị nên đắc chánh, là con người có đức. Ở vào hào chót của quẻ của đoài, nên sơ cửu có tính khiêm hạ, trên chẳng theo ai, tức là không chính ứng làm bậy, cư xử với chung quanh một cách khiêm cung đàng hoàng và làm vui lòng cả mọi người, nên được tốt. Hòa đoài là hòa thuận vui vẻ với mọi người nhờ tấm lòng chính trực, nên chưa có ai nghi ngờ mình, nên được gọi là hành vị nghi dã. Hào cửu nhị, phu đoài, kiết, hối vong. Tượng viết, phu đoài chi kiết, tín trí dã. Hào kiều nhị là hào dương cương, đắc trung đắc chánh, là con người thành thực, rất tự trọng, lại hòa hài với tất cả mọi người mà không để mất thể thống và nhân phẩm, nên gọi là phù đoài. Phù đoài mà được tốt lành là nhờ ở đúng vị, đắc trung đắc chánh, không bao giờ để cho bất cứ cái gì làm lay chuyển lòng trung chánh của mình. Đó là chỗ quý nhất, được một tấm lòng chí thành, nên gọi là tín trí, nghĩa là hết sức trung thành, hết sức thành thật. Trình Minh Đạo nhân đó mới có câu, thành giả thánh dã, đây là bậc thánh nhân, thánh nữ bao giờ cũng cao hơn thánh nam. Hào lục tam, lai đoài,
hùng, tượng viết lai đoài chi hùng, vị bất đáng dã. Chữ đáng cũng đọc là chữ đương, có nghĩa là đúng, là xứng đáng. Vị bất đáng là địa vị không xứng đáng. Hào lục tam thuộc âm mà ở vị dương, tức âm cư dương, là bất chánh. Đây là một cô thiếu nữ ở giữa một bầy con trai bị tứ dương bao vây. Bản thân là con người bất chánh nên chạy theo cả lũ con trai cầu vui với chúng, nên gọi là lai đoài, là chạy theo đến bọn con trai cầu vui nên bị chúng coi thường. Con trai thường tình là thế, gặp gái mà quá dễ dãi chạy theo chúng thì chúng sẽ không bao giờ bỏ qua mà không lợi dụng. Thân hèn lại tự xem mình quá rẻ thì bảo không bị hung họa sao được. Tại sao với hào tam mà dùng đến chữ lai? Lai là chạy đến, là ngó xuống, tức là tam nhìn theo hào sơ và hào nhị. Mà hào sơ và hào nhị đều là kẻ đàng hoàng đứng đắn, nên có xem hào tam ra cái gì. Nhìn lên hào tứ và hào ngũ đều là người quá tầm, phận hèn đâu dám đèo bỏng. Huống chi hào tứ đang theo hào ngũ thì còn gì nữa mà để đèo bỏng. Tất cả bọn con trai đều không ai thèm chơi với hào tam thì còn gì nữa mà không chịu theo cái sống đê hèn tủi nhục như loài nhị điếm hạ tiện. Phàm đã là người bất tài bất hạnh mà không biết tự xét, còn len lỏi xu quyền cậy thế để cầu thần, thật là vị bất đáng, phải gặp hung là cái chắc. Hai luồng ánh sáng âm dương của đất trời đều cùng chiếu vào miệng, đó là âm dương chiếu hư vô, đó là cách quý nhất. Miệng ngậm cả âm dương là quý tướng, cho nên miệng là hư vô chi tâm, nơi nuốt khí tiên thiên vào đan điền. Bầu linh khí của trời đất nằm ngay ở bụng dưới, nên miệng hở hay miệng hô là phá tướng. Tướng Pháp Trung Hoa cho rằng miệng khẩu là chỗ thiêng liêng nhất của một gương mặt, nhất là gương mặt của người con gái. Trên đây là nói về lộc mạng tử vi đầu số, còn về tướng pháp, miệng gồm cả thiên địa chi tâm. Chỉ nhìn cái miệng đủ rõ tâm tư tốt xấu của con người, nó là cả sinh mạng của con người, nó là biển cả thu rút tất cả dòng sông trên mặt đất liền. Mà lão Tử bảo giang hải sở dĩ năng vi bách cốc vương giả, dĩ kỳ thiên hạ chi, tức sông biển sở dĩ làm vua cả trăm hang vì nó khéo đứng nơi thấp nhất. Các con sông tượng hai lỗ tai, hai con mắt, hai lỗ mũi đều chảy vào bể là cái miệng, thông xuống lỗ rốn và đan điền khí hải. Cái miệng cùng với âm hộ của người đàn bà là một, có công dụng tương đương, một trên một dưới khiêu gợi dục tính. Theo khoa diện trầm, bộ sinh dục gắn liền với môi trên, cho nên người môi dày nhục dục mạnh. Ở môi trên mà dâu đậm và đen và cứng, tức dâm dục, bộ sinh dục nhạy bén và quá dồi dào. Dâu lơ thưa là kẻ thận suy, hững hờ về thú dục. Hào cửu tứ, thượng đoài, vị ninh, giới tật hữu hỷ. Tượng viết, cửu tứ chi hỷ, hữu khánh giã. Cửu tứ là hào dương cương, lại dương cư âm vị, là bất chánh vị, đâu phải hoàn toàn là một người quân tử, nên hào tứ có những lời như hai nghĩa khác nhau. Hoàn cảnh của hào tứ cũng khó khăn, vì trên thì tiếp với hào cửu ngũ là một kẻ trung chánh, còn ở dưới thì lại gần gũi với một kẻ tà, bất chánh và xiểm nịnh. Vậy thì duyệt hay vui với ai? Quả là khó khăn, nên cần phải đắn đo và cân nhắc. Như hạng con buôn, gọi là thương, tức là kẻ đong lường cân nhắc, như luôn luôn đứng trước cái cân tiểu ly mà mắt không rời cán cân. Cái cười nửa miệng. Nhưng may thay, tư chất của hào tứ dù sao cũng là dương cương, đồng đức với hào ngũ nên quyết theo hào chánh bỏ tà. Giới tật là quyết bỏ hào tam, dĩ nhiên không dám gần với hào tam, thì hào tứ và hào ngũ lại càng tương đắc. Đó là cảnh quân thần tế hội, nước mạnh thời, dân mới an. Thật là phúc cho hào tứ, đáng mừng cho hào tứ nên gọi là hữu hỷ. Không riêng gì đáng mừng cho hào tứ, mà cho cả thiên hạ được lương thần phò minh chúa. Hào cửu ngũ, phù vu bác, hữu lệ. Tượng viết, phù vu bác, vị chánh đáng dã. Hào cửu ngũ là dương cương, đắc trung đắc chánh, là một hạng người quân tử chính cống, khó thể dụ dỗ cho xa ngã. Nhưng bởi ở thời của đoài lại còn mật thiết kề với cả hào tượng lục, là một tên xảo ngôn hiểm độc, lại còn khéo rua nịnh. Bởi ở thời đoài nên thượng lục là kẻ rua mị. Nếu hào ngũ mà thân với hào lục chắc chắn sẽ bị hại. Giữa một người quân tử thật thà và một tên lưu manh xảo ngữ, đứa tiểu nhân bao giờ cũng hơn người quân tử. Cho nên hào tử mới có răn đe phủ vu bác, nghĩa là hãy coi chừng anh thượng lục, bác là làm dụng mà không dè. Nên để ý, chữ bác ở trên đây ám chỉ hào thượng lục của quẻ bác, có câu nhu bác cương, cho nên e rằng hào thượng lục có ý muốn bác cả hào ngũ. Tại sao hào tứ của mỗi hào đều dùng chữ đoài, riêng có hào cửu ngũ lại không dùng chữ đoài,
mà dùng chữ bác. Như Hào Sơ thì bảo Hòa Đoài, Hào Kiều Nhị thì nói Phù Đoài, Hào Thượng Lục thì bảo Dẫn Đoài, Hào Tam thì Lai Đoài, Hào Tứ thì Thượng Đoài. Chỉ có Hào Ngũ không dùng chữ Đoài mà dùng chữ bác, Phù Vu Bác. Nghĩa là sao? Là bởi các hào có duyệt vui vẻ thì tai họa chỉ đến cho một người mà thôi. Chứ Hào Ngũ là hào chí tôn hay tôn trưởng mà duyệt lầm là tai họa đến cho cả quốc gia, xã hội. Cho nên Hào Tử phải cẩn thận, nghiêm răn người quân tử đứng ở địa vị cao nhất này. Hào Thượng Lục Dẫn Đoài. Thượng Lục Dẫn Đoài vị quang dã. Nên biết Đoài là do Kiền, một âm thay vào Thượng Quái mà biến thành Đoài, nên Thượng ở đây làm chủ quẻ. Hào Thượng là chủ quẻ Đoài, tức là đến chỗ cùng cực của Đoài. Đã đến chỗ chí cực mà lại còn muốn kéo dài thêm tình trạng cực độ ấy, nên mới gọi là Dẫn Đoài. Dẫn Đoài là làm sai đạo trời rồi. Vậy sao không bảo hung mà lại nói là Dẫn Đoài? Là bởi Hào Kiểu Ngũ đã biết Dư Thượng Lục là thứ tiểu nhân xấu xa, đang lo bác cả mình, đừng có tin. Cho nên Hào Thượng Lục dù muốn có Dẫn Đoài cũng không sao dẫn được. Như vậy có hại đến nhân tâm thế đạo, nên Hào Từ đâu cần dùng đến chữ hung hay lẫn cho mất công. Duyệt đã đến cực độ rồi, lại còn mong kéo dài ra cho thêm nữa. Rõ ràng là tâm kẻ tiểu nhân tham lam đến mù cả mắt, lẫn cả trí. Làm gì cho đến sự vinh quang, nên mới nói vị quang, tức là chưa sáng, chưa được sáng chói. Lão Tự bảo, bất kiến khả dục sử dân tâm bất loạn. Ở đời, kẻ ruồn nịnh sở dĩ được đắc thời đắc thế là bởi có người thích ruồn nịnh. Thằng nịnh đâu có tội, kẻ thích ruồn nịnh mới là người có tội, vì đã tạo cơ hội thuận tiện cho bọn ruồn nịnh thi hành được thủ đoạn ấy. Cũng như thằng trộm ngọc không có tội bằng kẻ làm mất ngọc, bởi nó đã bị người cám dỗ. Người quân tử mà gặp bọn ruồn nịnh nên nhớ đến câu Phu Vu Bác, nghĩa là hãy coi chừng, chúng nó muốn đẽo mình đấy. Coi chừng nhất tiếu khuynh thành khuynh quốc. Như ta đã biết, kinh dịch dạy ta luật lưỡng cực, không có cái gì hay mà chẳng có cái dở của nó, không có cái thiện nào mà chẳng có cái ác của nó. Cái hay của Đoài là ở chỗ nhu yếu, mà cái dở của Đoài ở chỗ giả dối. Mà giả dối lại là nguồn gốc của văn minh loài người. Càng văn minh lại càng giả dối. Bởi chính ở vào những thời buổi giả dối nhất mà nghệ thuật mới được phát huy huy hoàng nhất. Đó là hiện tượng của cực điểm văn minh ngày nay.